Duy Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam của ngày hôm nay. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thời sự Việt Nam là một bản tin cho biết Thượng viện tiểu bang Massachusetts quan ngại về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Trước tình hình đàn áp nhân quyền bị cho là tàn bạo đang xảy ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Thượng viện tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan ngại về đời sống và sự an nguy của người dân Việt Nam trong một cuộc họp báo vừa diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Vào ngày 30 tháng 7, một nhóm 34 thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cũng đã ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nêu rõ lo ngại về nhân quyền cho người dân Việt Nam. Từ đó kêu gọi ông Trump hãy lên tiếng để giúp người Việt đang bị đàn áp trong nước. Ngoài ra, nội dung thư còn nhắc đến thảm họa môi trường biển dọc theo các tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa gây ra vào năm 2016. Từ đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội nghiêm ngặt hơn và ra dự luật an ninh mạng nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của chính phủ. Lá thư này cũng nhắc đến tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong nước đang bị vi phạm trầm trọng. Bên cạnh đó là tình trạng những học viên cai nghiện ma túy đã bị đánh đập và cưỡng bức lao động. Các nghị sĩ tiểu bang Massachusetts cho rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi vì những vi phạm vừa nêu không phải là những hành động mà một chính quyền văn minh thực hiện trong năm 2018. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế vừa lên tiếng về những tác động mới sẽ xảy ra với kinh tế Việt Nam sau khi việc đánh thuế thứ hai trị giá 200 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ sẽ được xem xét thông qua sau ngày 6 tháng 9. Theo tính toán, GDP của Việt Nam sẽ giảm 0,03% vào năm 2018, tương đương với việc giảm hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm, tức là khoảng 259 triệu Mỹ Kim. Đây là con số nhỏ đối với Hoa Kỳ và Trung Cộng, tuy nhiên đây là con số rất lớn đối với người Việt Nam. Theo ước tính sơ khởi thì thiệt hại mỗi năm như thế dự kiến sẽ kéo dài đến 2025. Ở chiều hướng tích cực, một số hàng hóa ở Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội thị trường bị bỏ ngỏ từ các lệnh áp thuế để tăng xuất cảng vào cả hai nước. Tuy nhiên, ở chiều hướng tiêu cực, hàng hóa Trung Cộng khó vào thị trường Hoa Kỳ sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Được biết, từ khi nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ nhập siêu trầm trọng hơn từ Trung Cộng, trong khi xuất cảng của Việt Nam nhập vào Trung Cộng cũng khó khăn hơn. Các tập đoàn đa quốc gia đang lần lượt chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan đang đưa ra chính sách dịch chuyển đầu tư sang các nước phía Nam, mà Việt Nam là cái tên được nhắc đến hàng đầu. Làn sóng chuyển hướng đầu tư này cũng đã xuất hiện ở các doanh nghiệp lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Được biết, chính sách đầu tư này của chính phủ Đài Loan đang khuyến khích các doanh nghiệp của vùng lãnh thổ này đầu tư sang các nước phía Nam của mình như Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia. Phân tích sâu hơn về xu hướng dịch chuyển đầu tư này, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI cho biết, các tập đoàn đa quốc gia có hai nguyên tắc để chọn khu vực kinh doanh. Đó là dựa trên điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi và chi phí thấp. Kế đến là sự phân tán rủi ro. Được biết, trong thời gian qua, các tập đoàn này đã tập trung đầu tư rất nhiều vào Trung Cộng. Tuy nhiên hiện nay, chi phí kinh doanh đang tăng lên, cộng thêm những xung đột thương mại trong thời gian gần đây với Hoa Kỳ, đã khiến cho Trung Cộng ít hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Hai cựu tướng công an nhận tiền tỷ để bảo kê đường dây đánh bạc. Truyền thông trong nước hôm 7 tháng 9 đã cho biết ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương trước cơ quan điều tra đã khai nhận rằng để tạo điều kiện tổ chức đánh bạc trực tuyến, ông này đã phải biếu cho tướng Phan Văn Vĩnh hơn 1,7 triệu Mỹ Kim, tức là khoảng hơn 30 tỷ đồng, cùng nhiều vật dụng cá nhân trị giá lên đến nhiều tỷ đồng. Ngoài ra thì ông Dương cũng biếu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, đút lót cho Cục Cảnh sát Phòng chống Công nghệ cao Cộng sản Việt Nam 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus hơn 30.000 Mỹ Kim. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ huy, còn ông Hóa là người thực hiện. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, Viện Kiểm sát Phú Thọ đã đề nghị truy tố hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị can khác
trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet. Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tới mức án từ 5 năm cho đến 10 năm tù. Thưa quý vị, dịch bệnh tả lợn châu Phi có thể lan sang các nước Đông Nam Á. Cơ quan Nông lương Thế giới gọi tắt là FAO thuộc Liên Hiệp Quốc mới đây đã vừa lên tiếng cảnh báo dịch tả lợn từ Trung Cộng có thể lan sang các nước Đông Nam Á. Tính cho đến ngày 5 tháng 9, Trung Cộng đã phát hiện 8 ổ dịch ở cách xa nhau đến 1.000 km. Theo đó, mức ảnh hưởng là khủng hoảng vì hiện vẫn chưa có cách điều trị hoặc loại vaccine nào có thể được dùng để bảo vệ các trang trại này. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đã có công điện khẩn gửi tới các bộ ngành liên quan về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi bằng cách mở rộng việc chống buôn lậu lợn, chống vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới không rõ nguồn gốc. Được biết, dịch tả lợn châu Phi đã từng được phát hiện ở châu Âu và châu Mỹ từ những năm 1960, nhưng FAO chưa từng phát hiện virus này tại Trung Cộng. Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới, dịch tả lợn này chỉ mới được phát hiện lần đầu tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Cộng vào hôm 1 tháng 8 năm nay. Từ cuối năm 2017, đã có 12 quốc gia phát hiện dịch tả lợn châu Phi, phần lớn là tại châu Âu và châu Phi. Thưa quý vị, phát hiện thêm những loại thuốc chứa tạp chất gây ung thư. Ngày 6 tháng 9, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vừa ra thông báo thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập cảng thêm 8 loại thuốc có hoạt chất và sartan có thể gây ung thư. Đó là các thuốc trị huyết áp, tim mạch có sử dụng nguyên liệu bị nhiễm tạp chất. Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Dược Đài Loan Trung Cộng và một số cơ quan quản lý dược khác trên thế giới công bố thêm 2 nhà sản xuất nguyên liệu và sartan chứa tạp chất gây ung thư, gồm công ty Zhuhai Rundu Pharmaceutical và công ty Hetero Labs. Tính đến thời điểm này, đã có 39 loại thuốc trong nước và 15 loại thuốc thành phẩm từ nước ngoài chứa hoạt chất và sartan bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do sử dụng nguyên liệu chứa tạp chất có nguy cơ gây ung thư. Trước lo ngại của người dân về sự việc này, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch thành phố Sài Gòn đã cho biết, các tạp chất gây ung thư đều không tốt và gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, tạp chất đó sẽ gây ra ung thư sau khi người bệnh sử dụng lâu dài. Tràn ngập bánh trung thu giá rẻ của Trung Cộng tại thị trường Việt Nam. Thưa quý vị, còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu. Nhưng hiện nay, các đầu mối bán sỉ, bán lẻ bánh Trung Thu đã bắt đầu nhập hàng và quảng cáo các loại bánh Trung Thu nhập cảng, bánh handmade và bánh nội địa. Theo đó, bánh Trung Thu năm nay có giá khoảng vài trăm ngàn đồng, vẫn là những loại bánh nội địa. Bánh Trung Thu nhập cảng thuộc dòng cao cấp hơn thì có giá khoảng từ 1 cho đến 3 triệu đồng tùy loại. Đặc biệt năm nay, loại bánh Trung Thu của Trung Cộng Mini với mức giá siêu rẻ và hàng sử dụng siêu dài đang được nhà buôn Việt Nam ưa chuộng và nhập về tràn lan. Với mức giá khoảng 3.000 đồng một cái, tương đương chỉ vào khoảng 15 cent cho một cái, nhưng hạn sử dụng lên đến 6 tháng. Những chiếc bánh Trung Thu mini này đang được các bà nội trợ tìm mua rất nhiều. Theo đó, loại bánh Trung Thu mà Trung Cộng sản xuất với khối lượng khoảng 40 gram này được nhiều chủ cửa hàng quảng cáo là có lớp vỏ bánh mềm và thơm ngon, nhân bên trong ngọt thanh, không ngọt đậm như bánh Trung Thu của Việt Nam. Dù đang tràn ngập trên thị trường với kích cỡ nhỏ nhắn, nhiều hương vị và bao bì bắt mắt, một số người tiêu dùng Việt Nam vẫn hoài nghi rằng với mức giá rẻ và hàng sử dụng tới nửa năm, loại bánh này liệu có an toàn cho sức khỏe của người sử dụng hay không? Kính thưa quý vị, một người Việt Nam cung cấp thông tin về chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai cho biết chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia nằm trong lòng một hồ nước. Người đàn ông Gia Lai nói trên hiện không tiết lộ danh tánh, nói rằng ông đã quay được một video 4 năm trước từ Google Earth, tức là phần mềm về bản đồ của Google, và thấy chiếc máy bay có cùng kích thước với những thông tin mà báo chí đã đưa ra về chiếc MH370. Ông này cho biết ông đã đưa video lên YouTube, nhưng sau đó vì nhiều lý do nên đã gỡ xuống.
Ông chỉ biết gần đây, qua báo chí, ông thấy một người Anh đưa thông tin phát hiện được chiếc máy bay MH370 tại rừng rậm Cambodia. Nhưng ông nhận thấy clip này giống với clip của ông công bố trước đó và có dấu hiệu chỉnh sửa. Vì vậy, ông quyết định công bố thông tin này cho báo Gia Lai Online. Ông đặt vấn đề này với giới chức tỉnh Gia Lai và đặt câu hỏi rằng liệu chính phủ Malaysia có thưởng khoản tiền 70 triệu Mỹ Kim cho ông và những người phát hiện hay không? Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nói với báo chí rằng do câu chuyện có liên quan đến công tác đối ngoại nên tỉnh sẽ kiểm tra lại thông tin này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam của ngày hôm nay. Như Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.